gia tài khủng của danh hài Thúy Nga bị đồn qua đời tại Mỹ. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, danh hài Thúy Nga sở hữu khối tài sản đồ sộ với một căn nhà 10 tỷ tại thành phố Hồ Chí Minh và một biệt thự lớn ở Mỹ. Ngày 2 tháng 7, tin đồn danh hài Thúy Nga qua đời tại Mỹ để lại khối tài sản trị giá 1 triệu đô la Mỹ, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Ảnh Tiền Phong. Trên trang cá nhân, danh hài Thúy Nga bức xúc khi bị đưa tin qua đời, sử dụng tên tuổi, hình ảnh của mình để câu view, gây hoang mang cho khán giả. Ảnh Dân Việt. Trong thời gian dài tham gia hoạt động giải trí, Thúy Nga chăm chỉ chạy show cả trong nước lẫn hải ngoại. Bên cạnh vai trò diễn viên hài, Thúy Nga còn liên tục xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với vai trò giám khảo, MC. Trong những chương trình game show ăn khách, nhờ đó, nữ danh hài sở hữu cho riêng mình khối tài sản đáng mơ ước. Ảnh Tổ Quốc. Nữ danh hài sở hữu hai căn nhà tiền tỷ ở cả Việt Nam và Mỹ, trong đó căn nhà nằm ngay mặt tiền ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, có giá trị khoảng gần 10 tỷ đồng. Ảnh Tiền Phong. Căn nhà ở Việt Nam là nơi Thúy Nga sống cùng mẹ, em trai và hai cô con gái sau sóng gió hôn nhân. Ảnh Tiền Phong. Rộng lớn hơn rất nhiều so với ngôi nhà ở Việt Nam, biệt thự của Thúy Nga ở Mỹ có đến tận 112 ô cửa sổ và khoảng sân vườn vô cùng rộng lớn. Ảnh FBNV. Khoảng sân vườn là không gian yêu thích của Thúy Nga. Cô thường trồng nhiều loại cây và dành nhiều thời gian chăm sóc. Ảnh FBNV. Biệt thự rộng lớn của Thúy Nga có rất nhiều phòng. Ảnh FBNV. Phòng ngủ của Thúy Nga có gam màu đơn giản, tạo cảm giác ấm áp, thoải mái. Ảnh FBNV. Không gian bếp rộng lớn với đầy đủ các thiết bị hiện đại. Ảnh FBNV. We'll be right back.